Đây. Anh em ạ, thì mình đang cho hai con này ra đây thử anh em ạ. Dụng. Bao nhiêu lồng? Đây. À, xin chào tất cả mọi người ở đây anh này. Hôm qua mình có đăng con chim của đứa em này nhờ bán này, anh em ạ. Hôm nay anh nhiệt tình quá, anh xuống anh mua luôn này. Là cái con này chính là cái con lồng vuông mà nó kiểu nó hôm qua nó rất máu đánh nhau đấy anh em ạ. Hôm nay anh đi bắt xe anh về anh mua luôn. Thì giao dịch với em này đây. Con chim này mình nghĩ là nó cũng có tương lai đấy, nhưng mà không biết đoạn về nuôi nào thôi. Đấy, hy vọng là chuyển sang tay mới cho anh ấy thì anh về anh chăm được. Đấy, giá công khai anh em hôm qua bảo hơn 2 triệu thì hôm nay là bớt còn 2 triệu con này anh em ạ. Bây giờ để cho ra học cho anh. Vâng, anh. Mà anh em bắt 3 lần xe mới lên đây anh em ạ. Này ra lên đây là nó bây giờ phải em ở tên là Tuân. À. Con chim này là tuyển hộ con chim này. Vâng. Nói chung là bóng bộ đẹp. Đấy. Thì là thích thì... thích là nên mua luôn. Xe lên đây để bắt con chim này đấy. Vâng. Rồi, cảm ơn ông em rất nhiều nhé. Vâng vâng. Đấy, cho sang lồng thì rất là đẹp mà. Đây cho bây giờ cho cái hộc. Cho sang hộc. Cho cái hộc nhá. Trong AV này của em thì đợt trước em chuyển hết cho anh em chim rồi, bây giờ chỉ còn có mấy con em mới để vào thôi. Với lại còn cái con đợt trước nó bị em cứu đấy thì nó vẫn còn trong này này. Để em soi cho anh xem nhá. Đây cái con mình ngày xưa mình cứu đây anh em này. Đây, đánh dấu nhựa này. Màu rất là đẹp rồi. Đấy, con này trong này thì có mấy con nữa. Mới tuyển về anh em ạ. Nhưng mà nó chưa được đẹp lắm. Đấy, đây là ngũ sắc này. Đấy, anh cứ xem chim ra ngày ruộng mà xem đi. Cho ra ruộng ngô ấy. Vâng. Rồi, ok. Đá treo lên đấy. Đây, mấy con này này anh em này. Thì mấy anh em đang thử chim ngoài kia. Mình vào mình quay luôn cái con ngày xưa mình cứu ở cái tấm lưới này anh em này. Mình được vừa rồi cũng rất nhiều anh em hỏi về con chim này. Thì bây giờ mình sẽ đăng lên cho anh em xem. Trước là lúc đó là con chim mã trắng. Bây giờ nó đã hoàn thiện những con chim lớn rồi. Đấy anh em ạ. Để ít nữa mình sẽ tách thử lồng ra xem nó có thái độ không. Còn nếu mà nó không có thái độ thì mình sẽ trả lại nó ngoài tự nhiên anh em nhé. Đấy, nó có duyên mình cứu được thì mình không chuyển. Đây anh em nhìn thấy bóng bộ nó đẹp không? Đây, cái dấu nhựa ở chân này anh em này, trắng trắng đây này. Thì đó là lý do vì sao mà mình biết được con chim đó nó để chọn lại để lại anh em nhé. Rồi mọi người. Đấy để ra mình để xem anh em đã giao dịch thành công chú chim hôm qua chưa mọi người nhé. Vì bác ấy rất nhiệt tình luôn, đi từ gọi là gì Cầu Đuống, Gia Lâm hay gì đấy anh em ạ. Bắt 3 chạng xe luôn mới đến được đến nhà mình. Cảm thấy cũng rất là vui khi được giao lưu với những các bác anh em như vậy. Còn chả biết được chim nó có được như ý hay không. Nhưng mà trước mắt thì mình cũng chỉ có thế để mình chia sẻ đến cho anh em xem thôi. Đấy, còn nuôi được hay không thì cũng vẫn là cái duyên của từng anh em và từng chú chim một chứ anh em ạ. Chứ không phải là lúc nào con chim của mình hay hoặc con chim nào cũng đấu được cả mọi người ạ. Rồi hôm sau mình sẽ xem chú chim này nó thái độ như nào nhá anh em nhá. Bây giờ mình ra kia để xem anh em giao dịch thành công chú chim hôm qua hay không mọi người nhá. Ôi đấy là con nói mái thả đi. Đem vào đây, đem vào xem nào. Mái. Mai đúng. Bẫy khuyển ngay tại bãi hàng trăm con chả bẫy được. Thằng đàn. Đang giao dịch chào màu thì là còn bẫy khuyên. Đẹp đấy, con này đẹp đấy. Kỷ niệm cho ba con. Rồi ai nuôi anh nuôi khuyên này làm gì? Nuôi phải thuần cơ chứ nuôi khuyên này về không mà vòng mày lắm. Anh em này. Đấy đẹp đấy. Bẫy khuyên ngay ở nhà mình như này nó chả dễ. Nước ngang mới lại gắp cá trong chậu. Cái này còn bảo là chuyện. Thế nó mới chống móm rồi. Đâu, nếu mà cái thì thả ra.
Phải bẫy rồi, bẫy còn bẫy đấu chứ lại đi bẫy kiểu này nó gì có phải bẫy đấu đâu mà. Cái à, đây nha. Rồi giờ chứa lại thả rồi. Đặt tiêu ra tiêu. Bẫy thì phải đến đấu chứ, bẫy đấu phải để xa cái bãi ăn ngay chứ. Đéo gì, đéo chụp đấu. Anh em ạ, vừa mới đặt lồng bẫy xong lại ra cỡ rồi. Bẫy đúng chỗ ấy này. Đúng chỗ nó ăn nó. Ăn chỗ kia bàn này. Con khuyên này của em là mới em cho nó đi nằm mồi. À, có lồng bẫy đẹp rồi mà. Trước đuôi thả suốt. Đây còn tí đây. Đấy. À, đây này con khuyên của em treo ra đây nó líu ác lắm này. À, mọi người này đây mình thử treo con khuyên lon ra này. Đợt này nó líu rất là tốt rồi anh em ạ. Mới hôm nữa thì mình có ý tưởng là cho nó làm con mồi. Đấy, líu pha chòe luôn. Đấy anh cha cài quả chuối vào nó tạm rồi anh đi từ đây về là nó cũng chả được gì đâu. Tao quả bên gì 2 brai bao tiền nhỉ? Bị cái sau đó Việt ạ. Rồi, cảm ơn. Nó khuyên của anh nếu nhiều không? Hay đấy. Anh tìm hồi trước có băng dính mà. Băng dính nó vứt hết của anh rồi. Đấy cái băng dính của dùng được kìa. Ờ, đúng rồi chính là phải ấy đã. Đây là cho sang lồng. Nghiêng nó lên, nghiêng lên, nghiêng dốc lên, dốc lồng lên. Đấy, cho lên. Vào đi. Vào đi về mới đất thành phố. Đấy, sang ngay đấy. Ok rồi đấy. Đóng cái kia. Vâng. Đóng cái kia. Đấy, bây giờ bịt lại cho đỡ hoảng. Xong là Huy đưa anh đi ra. Ờ, nếu không thì, nếu không ấy thì anh... Ừ. Dỗi đưa anh ra chỗ bến bắt xe thì buộc được không kìa? Đi giờ giám đốc không ạ? Ừ. Ok. Được. Ok. Đấy, đấy về kéo gì thêm một hai chim hai từ không? Quê về thành phố. Từ thành phố này xuống quê. Hôm nay hôm sau lên em đi đi chơi. Có. Từ đây và từ lên Tết lên em chơi. Ở đây một đêm. Và anh thuê cho cái bát cái nhà nghỉ. Hôm nào nếu mà từ gần Tết thầy nó lên đây chơi lần nữa. Và thế là từ đến Tết nhá. Và thế chào anh em nữa nhá. Và cảm ơn anh. Thằng em ơi. Cảm ơn nhá. Và cảm ơn nhá. Và chào anh nhá. Ờ con bổi vẫn để đây à? À đây này, dạ. Ờ. Con bổi của anh em đến này. Mới bay được. Mặt khá đẹp luôn anh em ạ. Em mình xin tạm dừng clip ở đây nhá. Mọi người những clip sau. Thì anh rất là nhiệt tình anh em ạ. Hôm qua mình đăng lên cái thì anh nhờ mình tuyển đỡ luôn. Hôm nay còn không cả thử.